Đó, tắm đây nè. Tắm chỗ nào? Đây nè. Rồi cái bệnh cái gốc gốc bích này lên. Lên thòng giò xuống rửa. Xuống tắm chỗ này hả? Ừ. Lỡ mấy ngày rồi sạch sâu rồi sao? Hả? Mấy ngày người ta sạch thuốc sâu cho mít rồi sao? Không, trên này đâu có sợ. Tao quẩy gói lên đường không cho ai thấy ra mày biết hết. Lúc đó chú đi sao? Từ ở dưới ấp Nhân Quá chứ mà tao lộ về trên này nè. Mấy cây? Từng cỡ 7-6. Nghỉ không biết bao nhiêu giác nó mệt cái ngồi nghỉ. Hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Tiếp tục cái theo hành trình của Bùi Hồ thì hôm nay Bùi Hồ có mặt tại huyện Chợ Sách của tỉnh Sóc Trăng để tìm đến một cái nơi lùm cây mà ông cụ sinh sống đó cô bác quý anh chị. Đó là ông chú Việt. Hôm nay thì mình có chạy ngang đây để coi chú đang ở đâu hay cô bác quý anh chị. Như điều tra thật hư của chú như thế nào. Hôm trước thì vào một buổi tối mình chưa tìm điều tra cỏ lắm. Đây đây là cái lùm cây nữa của cô bác quý anh chị. Lùm cây này là chú hả? Chú Việt ơi. Đây, cô bác quý anh chị thấy không? Chạy đi xuống cổng hả? Chú nhớ con không? Nhớ chứ. Nhớ hả? Ở trên cổ mới điện xuống nữa nè. Ai? Ở trên tổng đài vậy đó. Điện xuống hỏi thăm rồi cũng nó tiếng mắc kỳ. Ờ. Sao điện chú? Cái điện ấy tôi nói dạ tôi cần cái nền nhà cho kính mưa kính nắng. Ừ. Dạ. Cái đó chưa tài trợ được. Dạ. Rồi mới tắt cái cọp nè. Điện chú hả? Không ngày có ai giúp đỡ chú không? Không. Chú đưa số tiền tôi ôm hết 50 tệ số. Còn được chiêu mấy gài là bán lấy 50 bán. Đâu chú bán số đâu cho con coi coi. Một đống dưới giọt à. Hôm nay chú có bán không? Không bán hết rồi. Rồi sao chú bán hết sớm mà chú nói bán 100 tờ cho đã mà. Mà bán không hết, 100 tờ ôm 50 tờ. Là cô bác quý anh chị, đây là cái nơi của chú sinh sống nè. Đâu chú cho con giấy giò coi. Giấy giò hôm nay đâu? Hôm nay 8 tháng 3, 7 tháng 3 còn nữa đâu chú? Tụt lum chăng, nhét tụt lum nè. Con là nay nè. Nay 10 tháng 3. Còn đóng nữa nè. 9 tháng 3. Ngày 1 tháng 3, không gọi là vậy là chú bán đó ha. Ừ. Rồi 4 tháng 3 nữa nè. Đâu con coi này với. Rồi chú bán vậy chú có đủ tiền sinh sống không? Thì nếu mình ăn trong ngày thì được. Được ha. Ừ. Hôm nay chú ăn gì rồi? Mới hoài lặng ăn 3 dĩa cơm đó. Dĩa cơm hết nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn hả chú? Ừ. Này ngày 4 tây nữa nè. Dạ. Rồi chừng nào chú lấy bán số nữa? Lấy số nữa? Chiều lấy hả? Chiều lấy. Tối mình đi gạo bán. Bán buổi tối thôi, ban ngày khỏi bán. Thì còn nhà mấy hai quán này nè. Cái ban đêm ta nhậu á, chứ sướng mình đưa vô. Người ta ủng hộ mình nè. Thấy ta chống ba giò này, cái ta lại tiếp mình. Sao chú chống ba giò là sao? À chống thêm cái một cái gậy á. Cái gậy đó. Nhà con của chú gần đây không? Ở lúc dưới nè. Chú tắm rửa ở đâu? Bên cái mương mình á. Mương tao nó cố nghe em đó. Em gột chú hả? Không, em bà con. Chú tắm rửa ở chỗ cái mương đó hả? Ừ. Rồi chú thay độ đâu? Đi đây mình thấy. Đâu cái mương nào chú chỉ con được không? Ừ, qua bánh tao chỉ cho. Dạ, đã công bán qua đây. Hôm ngày chú, con chú có coi clip không? Hả? Hôm ngày coi con chú có lại thăm chú không? Đi qua lại ra nó quả vậy? Rồi chú đi qua đi. Rồi tránh là trước thì chắc cung. Rồi chú lấy 50 tờ là 500 ngàn. Ừ. 500 ngàn thì chú còn lại 500 ngàn. Để hổng gà ăn uống đó hả chú? Hổng gà nhờ vậy rồi bán sinh sống. Mới ăn dĩa cơm cái sọt đó. Nhiều dĩa cơm hết nhiêu tiền chú? 20 ngàn.
Dạ. Em này là em ruột hay sao chú? Em bà con. Dạ. Có chừng. Dạ. Đó, tắm đây nè. Tắm chỗ nào? Đây nè. Rồi cái bệnh cái gốc gống bích này lên. Lên thòng giò xuống rửa. Chú tắm chỗ này hả? Ừ. Lỡ mấy ngày rồi sạch sâu rồi sao? Hả? Mấy ngày người ta sạch thuốc sâu cho mít rồi sao? Không, trên này đâu có sợ. Dưới này mạch nước ngay chân chạy ra vô mà. Nước rộng nó cũng đổ rồi. Thì nước lớn đổ nước khác nữa rồi. Chú tắm chỗ này đây. Ờ đó. Rồi giặt vũ chỗ này luôn hả? Ờ, mấy cái này tao lết tao ngồi không đây hả? Ồ, thấy chỗ này chú ngồi đây hả? Ờ, đặng nóng cái mít lên nè. Đây qua nhà chú ơi. Là thiệt tình nhờ anh em giúp đỡ được. Mẹ ơi. Chứ không thôi cũng vất vả dữ lắm mà. Trước giờ có ai giúp chú không? Không rồi. Ta cho qua được, ta cho lần 10 ngàn, 20 ngàn là dữ lắm rồi. Chứ không ai cho nhiều ha? Không. Chú tắm một bên, chú ở một bên của bác Minh Chị. Mình nghĩ là người em của chú, mình nghĩ là một cái người em ruột của chú. Chú như cho chỗ chú một cái bãi tắm không? Nhưng mà không phải. Chú tắm ở nước mương. Là nước đâu chú uống? Hả? Nước đâu chú uống? Uống nước chai. Chú uống nước chai hả? Ừ. Cô mấy nhỏ học sinh nè, ngang nó cho chai hai chai uống. À. Cô bác với anh chị thấy cái miếng xốp này không? Miếng xốp này là chú ngồi nè. Ờ. Ừ. Đây nè. Chỗ này là chỗ ngồi cố định đó. Chú sống gì chú buồn dữ không chú vậy? Nghĩ cũng quen rồi. Dạ. Quen hả? Tiếc thì cũng quen. Lụm mút chưa để nhìn ngồi nè. Ha ha ha. Con ở đây chú đừng buồn nha. Giống như là chú có vẻ là ghiền rượu. Chú có ghiền rượu không? Không thấy chắc có chai rượu nữa không? Không. Không. Hôm trước có con chai. Có chai là mấy ngày trời rồi đó. Dạ. Rồi tao bỏ rượu luôn rồi. Dạ. Giờ mà ăn để mình sống à. Chứ uống chi, uống rượu nó hư ngoài gan hư phổi nữa. Chú, cái này là khán giả muốn đặt câu hỏi hỏi chú ha. Chú được chú trả lời, còn không được thì thôi ha. Này con cũng xin mạn phép hỏi chú, là chú buồn con của chú hay là con của chú không nuôi chú? Nói thẳng là nó cũng nuôi, chứ phải không nuôi. Nhưng mà có con cái là còn dâu, con trai anh còn dâu, con gái thì bị rễ, trong nội bộ lũng củng thành ra buồn mới đi. Cho nên là nó kêu hoài vậy, con gái cũng kêu, trai cũng kêu nữa. Không, tao đi rồi tao không cho lại. Tao đã ở đây nè, đủ chết nhà nước nó lo. Nhưng mà con của chú là con trai con gái thì cũng kêu chú về ở rồi mà. Có kêu nhưng mà tôi không về. Tại tôi đã tức cái kiểu đó rồi, tôi bỏ đi rồi. Nửa nữa đi, tôi quẩy đồ tôi đi mà. Anh nó buồn quá rồi, không có về nữa. Là chết đây. Để nhà nước người ta lo. Nhưng mà chú sống như thế này rồi, con cái của chú đau lòng thì sao? Thì nó cũng phải đau rồi đó. Nhưng mà nói thẳng là cũng tại lũng củng nội bộ trong gia đình. Anh nữ mình không có về được. Chứ phải nó nhưng ở mà, trên dưới dạ. Mà thuận hòa thì dễ. Nhưng mà chú cũng có nhiều người con mà. Nhưng mà cũng tư duyên hết trơn à. Có một người con nào cũng rất là thương yêu chú. Chứ có 7 người con mà đúng không? Thì cũng phải có một người rất là thương yêu chú. Bây giờ thằng thứ 5 đó, với nhỏ thứ 4 đó, thì nó kêu giờ mấy lần rồi đó. Nhưng mà không có về được. Tao nói tao đã là quẩy đồ nửa đêm mà. Rồi tao trốn tao ở đi rồi. Nhưng mà có nói nặng nhẹ về chú không? Nói ngày thì cũng có một hai chuyện. Thành ra buồn mà đi. Có cái bí mật nào nói con nghe được không? Thì cái chuyện gia đình mà có gì đâu mà đã chợ giấu giếm. Nếu thằng con trai cho mình thì con dâu nó đủ mới càng nhằn.
vợ chồng đục bệnh á. Thì chú vàng xếp, chú nói lại nói. Nói nó không nghe. Chú hỏi nó nghe đâu. Còn thằng rể nó cũng thương mình. Nhưng còn con gái mình thì nó hẳn là nó không thích ở đó gần mẹ nó. Vậy đó. Còn con nhỏ thứ tư đó thì nó lại kêu gì vậy? Ở nhà của nó, ở cho nó đụng 1 năm 2 tháng. Có người ta ngồi trong méo qua đó cũng như ở đây nữa thôi. Nghỉ. Thế nhưng mà chú tối chú có chỗ ngủ ngon lành, còn ở đây mưa gió rồi sao? Ủa tao giờ tao chấp nhận rồi. Nếu mà ấy thì chết, nhà nước tao lo mà mình. Chú làm vậy thì người ta sẽ nói con cái của chú là không nuôi được chú. Thì chuyện đó là dĩ nhiên rồi đó. Thì lúc đó thì nhưng mà con cái của chú thì vẫn muốn nuôi chú mà. Con cái của chú vẫn muốn nuôi chú mà chú ra đây sống thì người ta sẽ nói con cái của chú là bất hiếu. Ví dụ vậy. Không lo cho cha mẹ. Có nhiều cô bác hỏi sao ông ở mà vậy. Tôi nói là hoàn cảnh là vậy đó. Thành ra có buồn rồi tôi đi. Nghĩa là con khuyên chú như thế này. Thì con cái của chú cũng có gọi chú về để nuôi cho chú. Đúng cho rồi chú. Thì thôi thì chú buồn thì chú bỏ qua đi. Chú sống cho chú cũng như là chú sống ở đây thì chú cũng phải suy nghĩ về nhà mà. Thì con mình sao mà không thương được. Nhưng mà có con cái là tôi đi nửa đêm rồi. Tôi hận dữ lắm. Hận một chuyện đúng không? Là dứt khoát không về. Chết ở đây thì cô bác hay là nhà nước ta thiêu anh ta đốt cũng được. Ví dụ chú già trăm tuổi chú mất ở đây rồi ai hay. Trời sáng trên trời ta đi ngang đây ta kêu rồi hổng lên tiếng là lậu xuống đây luôn nè. Coi còn sống không á. Ngày xưa chú cũng khá giả lắm phải không? Không, nói thẳng là cũng ăn sạch ăn ở thì trong gia đình thì nó thẳng nó không có thiếu. Cái dư thì nó không có dư không. Nhưng mà nó tạm là không có mình ăn độn ăn này kia. Còn người ta thì ta ăn độn. Tại tôi trong cái Bảo Thanh mà tôi đi mần nó mương sửa dừa rồi móc trình móc đất cho người ta tùm lum la hết. Rồi thậm chí tôi đi trụng lò đường nữa. Qua tôi ăn nhất ăn thành nhì bánh á. Trụng bánh á. Vậy là chú hận một đêm là chú đi luôn. Ừ. Hận một chuyện một đêm buổi tối thôi là chú đi luôn. Ừ. Đi là không quay về luôn. Không. Chú hứa với lòng chú. Đúng rồi. Tôi nói đụng mày sao chết trên này, đụng nhà nước. Đốt thiêu vô đó làm. Nhưng mà ta không bao giờ về. Nó ghé nó qua vậy, ghé nó ông có nhà cửa mà ông mà ở vậy. Tao nói đụng về nhà cửa là tao chịu rồi đó. Nhưng mà mày còn vợ mày, tao nghe đục mấy lần rồi. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là mẹ con gái mình thì đụng mấy con rể. Nó có thích mình đâu. Thì mới về thì nó thích trong 5-10 ngày đó. Rồi từ từ lỡ đầu nó cũng vậy nữa hả. Thành ra thôi, ở này mẹ đi. Mẹ chết sống sống. Mà nó hay. Chú bây giờ chú giống như là con cái của chú thì bây giờ sinh hoạt riêng tư thì chú cắt một cái chòi nhỏ kế bên nhà được không? Đất cũng rộng mà, chắc đất rộng mà hả? Trời ơi, cái tiếng năm dưới năm mớ là cho mượn cái nhà ở, nhà tường đồng hoàng. Chồng thì cho điện câu vô đốt khỏi đúng tiền. Nhưng mà tình trạng vậy tao mới bỏ đi đó. Tao còn bỏ son đầu tao dưới nữa kìa. Là sao cho mượn ở hết mà sao chú bỏ đi? Thì cái chuyện tao nói gia đình lũng củng chỗ đó. Nửa đêm tao... năm mấy hả? À? Ở rồi tao nửa đêm tao quẩy gói lên đường không cho ai thấy ra mày biết hết. Lúc đó chú đi sao? Từ ở dưới ấp Nhân Quá chứ mà tao lộ về trên này nè. Mấy cây? Từng cỡ 7-6. Nghỉ không biết bao nhiêu giác nó mệt cái ngồi nghỉ. Nghỉ khỏe đi nữa. Lúc đi lúc mấy giờ? Đi khoảng cỡ 12 giờ 1 giờ vậy đó. Vậy là hai vợ chồng cứ lộn đi khuya hả? Ừ. Chú nghe đêm khuya hả? Nó nghe kêu hoài à. Nó không được. Tao đi rồi là không. Ngày nằm dính biệt cái tao không về. Ở đây nó nghe cô bác không lẽ thương. Là 2-3-4-5-6-7 là làm cho chú buồn hết không phải tôi nói ở đó hiện trường đó thì hai thằng con trai nè còn ở sống hiện trường ở nhà nha hai đứa con gái nè
nhưng mà con gái thì cũng còn hàng chồng, còn bên kia hàng con mình thì còn dâu. Đi mẹ nó rồi, nó rồi yên thân yên tịnh mình. Nó là buồn tại vì gia đình thôi, hoàn cảnh gia đình mà buồn đi thôi. Chứ không có gì. Chú muốn quay về không? Không, nó nói chết ở đây mà không về. Thà chết không quay về, một khi ra đi thà chết không quay về hả? Đúng rồi. Vậy mai chú làm gì mai mốt mà người ta nghĩ con cái của chú gì bị tội rồi sao? Không, có nhiều người lại hỏi tôi nói hoàn cảnh tôi vậy ra tôi sống không được. Tôi mới lên đây tôi sống này nè. Nó bỏ ông chú đó thôi sao không ở được. Thà không ở vậy mẹ. Rồi con cái của chú có cho tiền chú không? Nhiều khi nó đi ngang cũng có cho 50-100 vậy. Mà đứa nào nấy nó đâu hoàn cảnh gì nó không à. Nó có dư giả gì đâu. Cách nhau mới 3 ngày nè. Nó cũng ghé lại nữa. Cho 50 ngàn. Thằng bằng trên gì bệnh viện điện đó. Máy giật điện vậy đó. Con vợ nó bằng công ty. Công quá. Phiền nàng. Sống vậy mẹ chứ rồi. Chết thì nhà nước lo. Nó có cái cô nọ biết của điện. Ủa hồi nãy rồi chú sử dụng vậy rồi điện thoại chú sạc ở đâu? Ra ngoài gần ngoài sông Cáo mẹ. Cục sạc chú đâu? Đó. Đâu? Đâu? Con có thấy đâu? Đâu chú cục sạc điện thoại đâu? Chú có điện đâu chú sạc? Ra quán cà phê chú sạc hay gì? Ra ngoài sạc. Dạ. Chút xíu đi, chút xíu con ấy giúp đỡ chú nói chuyện, chú cháu mình nói chuyện chút đi. Nè, với sạc điện thoại nè. Không có điện mà xài được điện thoại có nghĩa là đi sạc ké hả ta? Ừ, nhờ. Ở đây tối không có điện luôn á, phải không? Không có điện nha. Không đi xin luôn, ai cho gì ăn đó à? Không có xin. Rồi mới sạc đèn nè, tối xài nè. Đó. Muốn chơi cái đèn trên thì chơi. À. Mà nó muốn mát nữa rồi. Bây giờ con khuyên chú về ở chú cũng đâu có chịu đâu, đúng không? Mà chú không chịu rồi bây giờ đâu ai biết làm gì để giúp đỡ chú. Chú có muốn gì không? Tôi nói là tôi ao ước cho đó, tôi mua cái miếng đó. Miếng đất thì nhiều tiền quá, trong khi Mạnh Thường Quân giúp không nổi. Tôi nói nghe nào, mình mua nhưng mà bèo qua vậy nè, khoảng 5 thước, rồi chiều vô bên đây thì khoảng 3 thước, rồi lấy cái lỗ luôn, rồi như vậy đó. Gặp chú con không biết nói gì. Không biết giúp đỡ chú sao. Giúp ngày nào sao sinh sống qua ngày đó đây. Thật ra thì chắc cú là vậy đó. Cái ngày nè, cái chú thì chỉ là vẫn có con cái, vẫn có đất cát, chủ yếu là buồn thôi. Đúng rồi. Buồn về cái việc gia đình của mình thôi. Nên thành thử ra là cũng khó lòng đó. Đó, thì con mong của chú sau này chú có suy nghĩ lại cho con cái còn có dịp báo hiếu cho chú. Tại vì con cái của chú còn đi về mà, còn lên kêu chú về mà. Thì chú mong sau này chú sẽ suy nghĩ lại nha. Thì nếu một ngày nào đó thì chú về lại với con, với gia đình thì nó sẽ hạnh phúc hơn là kiếm một chỗ khác, ở nơi khác. Mình biết rồi. Nhưng mà con cái là nó nói tao đi rồi không trở lại. Tao tự ái đồ cao lắm. Nửa đêm mà tao trốn đi mà. Trốn nửa đêm? Không ai hay đó. Mấy quán cà phê con không biết luôn. Tao đi tao còn ngủ mà. Bí mật riêng tư của chú thì con cũng không muốn hỏi nhiều làm chi. Anh thấy cái này vậy đó, qua bên nhà cái miếng giường của thằng em bà con đó, tắm rửa đó. Còn nước thì mua nước đá nè, bỏ một phần này rồi châm qua đây uống. Cái phít này là nước đá trong này không nè. Đâu chú mở con coi coi.
có rồi. Không còn cái nước tan đây nè, mình để đây nó uống. Thôi hôm nay có dịp đến đây thì con ghé thăm chú. Trước tiên là xem tình hình sức khỏe của chú, cũng như nghe đặt một số cái câu hỏi của chú về Mạnh Thường Quân, hỏi khán giả hỏi chú á, là một là chú con cái của chú là không nuôi chú, hay là chú buồn về chuyện gia đình đó. Thì nó lặng là mình buồn gia đình đi, nó vậy đi, buồn gia đình nên thành nữ là chú ở đây. Bùi Hồ thì cũng có khuyên chú nên về lại với lại gia đình, thì mong chú một thời gian nào đó của chú suy nghĩ lại ha. Đó là chuyện, đó là trong lòng của chú đó, thì con mong chú vậy để cho có một cái nơi nhà ấm áp hơn ha. Hôm nay thì con đến đây con thay mặt cô Huệ là Việt Kiều Bỉ ủng hộ cho chú 500.000 đồng. Tiếp theo cảm ơn đây cô Huệ ở Bỉ nha chú nha. Không gọi cũng có nói của anh mà cái kia là anh ông gì đó, anh Tân. Tân gì đó, anh Tân ở Mỹ, còn cái này cô Huệ ở Bỉ. Cố gắng lên, suy nghĩ lại đi, về nhà thì nó thẳng là mình cũng phải cố gắng chứ, không cố gắng thì được, nhưng mà cũng phải bươn chải để mà sống chứ. Suy nghĩ lại về nhà cho khỏe. Không ta nói rồi, thật chết ở đây. Đó này cũng đất bà con nữa nè. Này nó kêu tôi bằng anh, ông già tôi kêu bằng dượng. Mà nó mua cái này là kể như mấy năm rồi đó, để vậy đó, chứ còn cất nhà không cất nhà, sang nông sang. Rồi con cảm ơn chú nha, con chào chú nha. Cảm ơn. Một lần nữa con khuyên chú, nếu được tha thứ được thì tha thứ, và hãy về nhà với con cái nha.